Chào các bạn tin nhanh 24/7. Công an bị nhóm đối tượng đi trên taxi đánh tử vong. Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 28 trên đường đi làm về, đến khu vực đường D thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, một chiến sĩ công an thuộc đại đội quản lý hành chính công an huyện Quốc Oai xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đi taxi xuống. Chiến sĩ công an này đã bị thương rất nặng, được mọi người đi đưa vào trạm xá cấp cứu rồi đưa lên bệnh viện cấp trên nhưng đã tử vong. Nguyên dẫn đến vụ việc, nhiều người dân cho rằng rất có thể là do va chạm giao thông. Ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, vào cuối giờ chiều ngày 8, một đồng chí công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đang trên đường đi làm về, qua khu vực dân cư đến đường D thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn thì bất ngờ có một nhóm đối tượng đi taxi lưu thông cùng chiều chặn đánh. Sau đó nhóm đối tượng đi taxi có 4 người, 3 người lao xuống đánh vào chiến sĩ công an. Lúc xảy ra vụ việc, có một số người dân đi và can ngăn nhưng không được. Sau khi chiến sĩ công an bị thương rất nặng, nhóm đối tượng đã lên xe bỏ trốn, để lại nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Ông Tâm cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ việc thuộc đoạn đường vắng vẻ ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, giáp ranh với huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Cũng liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo công an huyện Quốc Oai, Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết sự việc bất ngờ. Sáng nay, công an huyện Quốc Oai, Hà Nội và một người nhà đã đến tiến hành làm thủ tục cần thiết cho nạn nhân. Được biết, danh tính chiến sĩ tên H đang công tác đội quản lý hành chính công an huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nạn nhân tên là người nhà Thạch Thất, trên đường đi làm về thì xảy ra tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Cảm ơn như theo dõi này, hẹn lại dưới clip kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.